Xin mời chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio làm một video để xuất cho một bác khách làm đám cưới, một combo bát 40 leo và một kèm theo một kẹp tép 750, bác ấy về thay thùng loa. Và hôm nay thì em làm sự kiện cho bác khách này làm đám cưới, bác ấy có nhu cầu về tiếng ca thì hôm nay em nên cho bác ấy một bộ combo với cấu hình bát leo, tép leo và phân thần 715. Còn đó một cặp tép B3 thường này là một cặp tép để cho các bác đi show. Đấy. Thì hôm nay em có review nhá. Em đầu tiên là cho bác nào thích chơi tép thường này. Củ từ 170 tép B3. Nắp nhôm. Từ 170 nắp nhôm. Cặp này thì nếu hiện tại các bác đang sử dụng 750 từ thường thì các bác cặp tép này là bình dân nhất ở cửa hàng. Nắp nhôm. Chạm nhún. Còn đây là một cặp tép neo 750. Các bác lưu ý nhé, các cái mẫu tép neo này các bác đừng nhầm lẫn là L850 nhé. Mà em đọc 750 mà bảo là cặp tép của em nó khác nhau. Cái cấu hình của nó, tép neo này ở trên thị trường có rất là nhiều loại dán tem 850, nhưng mà thực chất là côn của nó chỉ là côn 75 thôi. Và cấu hình của nó, các bác lưu ý, đối với dòng tép này thì nó tép phổ thông, là cái lắp nhôm này là tép lắp nhôm phổ thông này. Nhưng đối với cái chất liệu tép ấy, cái từ của nó ấy, thì em nhập có hơi khác hơn ở thị trường. Và hàng rất là chất. Đối với các bác nào mà đang sử dụng tép neo này của em rồi đều rất là thích cặp tép này. Thứ nhất là trông nó dày dặn, thứ hai là cái bi của nó trông nó sáng, nó bóng, rất là đẹp. Đấy. Đây là tép neo côn 75, côn dây đồng dẹt màng titan. Còn cặp phân tần của nó là cặp phân tần 715 JBL. Có đánh là phun đơn bát 40, trở sứ hình yên ngựa. Đồng của nó rất là nhiều, dùng 4 con túc vàng. Đấy, phân tần 715 này là mạch màu xanh nước biển, bảng mạch fit bóng. Còn đối với phần bát thì con bát này là 40 neo bi, nhưng mà con này là do công ty Mary sản xuất thì mình gọi là 40 neo Mary cho dễ đặt hàng. Xương uốn cong hình chữ U. Đấy, các này là bụi bẩn các bác nhá. Nhưng bác em là bác mới đấy. Nhiều khi mình tay mình cầm vào nó bẩn, như lau vào đi nó lại bóng loáng ngay. Xương uốn cong hình chữ U và cấu hình này như cái cố nhôm. Và bên trong này, cái U này gọi là U tản nhiệt, bảo vệ từ bên trong. Bên trong là từ leo bi. Đầu tháng 8 các bác đang nâng cấp loa của mình rất là nhiều. Các bác có thể lựa chọn các dòng loa của nhà em. Nhện màu vàng, hàng nhập khẩu của nhà máy Chila. Và cấu hình là dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong, rất là kỹ và đẹp. Màng sơn dầu, gương vải thẩm dầu 2 gương. Thì hôm nay em có review nhanh một bộ combo này. Đối với dòng này các bác làm sự kiện thì cho ra giải ca rất là sáng. Còn các bác nào mà có nhu cầu thay bát, thay tép, thay phân tần thì có thể liên hệ cho em từng loại. Em sẽ lên đơn và gửi hàng cho các bác qua đường bưu điện. Các bác mua hàng của Tùng Nguyễn sẽ được nhận hàng và kiểm tra rồi thanh toán. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ em, và em xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác xem video nhớ like và ủng hộ kênh nha.